trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời phần thực hành nghi lễ của nghệ nhân đồng thầy Hoàng Thị Quế đến từ thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ai lành thỉnh tam và tiên thánh nhé, hộ công đồng mẫu giang đàn duyên thiên tiên với đỉnh mời đệ nhất thiên tiên tặng hoa chê thắng xa loạn mẫu về phủ dày thôn quê vươn cát phủ dày nghĩa thiên bản nhà nề nô nhang xà nhiệt pháp dây mông nguồn chư Phật hải hội tất giao văn tùy sư kết tường vân thành ý vương ngân chư Phật tuyển toàn thân nam mô cúng dặm Bồ Tát Ma Tát nam mô cúng dặm Bồ Tát Ma Tát nam mô cúng dặm Bồ Tát Ma thanh gia hồi cung đề nhị địa tiên sư hiển thành nhé trong đền là song sơn nô nhang xà nhiệt pháp dưới mông quân chư Phật hải hội thất giao văn tùy sư kết được vân hành ý vương ngân chư Phật hiển toàn thân nam mô hương cúng dặm Bồ Tát Ma Tát nam mô hương cúng dặm Bồ Tát Ma Tát nam mô hương cúng dặm Bồ Tát Ma Tát ra hồi cung để tam mẫu thiên tích sư hiển thành nhé dưới miền thủy cung dưới đỉnh chân nham cần bởi xuống thiên vương để thủy nghiên anh hiện tại kim nô phong phải khắc nhân luân tương viên mãn cập vương tích nhật là du nguyện là cứu tay chương nam mô cúng dặm Bồ Tát Ma Tát nam mô cúng dặm Bồ Tát Ma Tát thanh gia hồi cung thiên hạ được nhờ vương vô đôi tối linh, thiên hạ được nhờ nhiều nơi cầu đảo an dân phụng thờ. Thơm ngát một nhà Huệ Lan, thơm ngát đi một nhà hiếm vì cây học mặt mà lá còn xanh chốn thiên thành thường ra nơi khấn vai ngập lòng trần đại ái xa đôi vị phu nhân mơ mà tăng dấp quê phòng loan chợt tình
đốt đốt nhang trầm một đỉnh nghi dựng nên lâm dâm bút ngọc còn biên đông đảo này vừa em vương cô xuất hình.
vị phu nhân ni mơ mang tan giấc quê. Phòng loan đi chợt tỉnh đốt nhang chân, một đình dân lên ý. Hình khấn cầu, khấn cầu cho bỏ công sinh nghi ý. Đỉnh dược sơn cuộn cuộn đi dòng ở bay lâu đài để nghỉ chính ở cung nghề ý. Thượng đẳng na biển đề tôi linh Đại đình tam
người lặng lòng vì nước, vì đời, vì dân sinh, vì thánh tử, vì thần. Tình tình nắng ai sáng cỏ bên đồi, một bờ xuân sắc phúc tươi dương vàng, lên trên ngàn núi đặng hái hoa, cùng vào là đất xòe ra đây là trời kia. Sóng đông chú bà sáng tỏa vần xa, soi cho đất nước nở hoa bốn mùa. Ý à, anh đi đang tỏa sáng soi bên lầu, ôi đẹp làm sao, đẹp làm sao. Anh nghe đang tỏa sáng soi bên lầu, đẹp làm sao, soi bên lầu, ôi đẹp làm sao. Bóng dáng làng tiên nữ đang đi về đền Trần Thương, bóng dáng làng tiên nữ hôm nay về, về bàn đến đây. Sốc sốc cao bạc sốc băng băng qua đèo vạn còn xa, sông dốc cao bập bùng băng qua đèo, đèo còn xa, băng băng qua đèo, đèo còn xa. Sắm bông hoa đô lơ đầy hà tay hai, quỳ trên vai lầm trai chín thơm, dùng ra dùng dinh quay gánh đầu non, dùng ra dùng dinh quay gánh đầu non. Mùa xuân nè, kìa trăm hoa đua nở trên cành nè, kìa trăm hoa đua nở trên cành nè. Ý à, à, à.
lại nhiều, chú ban cho đông dài nhất sang nhiều. Dài nhất sang nhiều, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh đồng con nhà khói phùng thờ, 30 mồng 1, 14 hô rằm. Chúa khơi bề bạc khơi rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời. Dâm bầm nhân nghĩa nối nhịp cầu vinh hoa, đẹp vì như sao bắt đầu ngân hà. Ý à, ý à. Đại đình tám đảo quê nhà, thùng gieo trúc hoa dường già tốt tươi. Nước non còn nhớ ơn người, lặng lòng vì nước vì nhà vì dân, chứ xin vì thánh tử bi thần. Xin vì thánh tử bi thần, khung phù bảo trợ cõi trần xiết bao, hay phép hay biến lòng thành bát nước qua cao thân thì ơn người đại đức từ bi. Ý à, thành ra hồi cung. Kính thưa quý vị, xã hồ chúa đệ nhất Tây Thiên đã khép lại phần thực hành nghi lễ của nghệ nhân đồng thầy Hoàng Thị Quế đến từ tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sập công đồng nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và ông Hoàng Văn Tài, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lên sập công đồng trao tặng bảng vàng vinh danh và quà lưu niệm của Ban tổ chức lễ hội Đền Trần Thương cho nghệ nhân đồng thầy Hoàng Thị Quế. Một lần nữa xin đề nghị quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng nghệ nhân đồng thầy Hoàng Thị Quế đã thực hành xong phần thực hiện nghi lễ của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời phần thực hành nghi lễ của đồng thầy Phạm Thị Hiền, thủ nhang Linh Thông Huyền Ứng